Thích thích ghê đi ban mai đây thôi. Kìa anh rừng dần lên. Thích thích ghê đi, thích thích ghê đi bên kia cậu bé. Nhất thư hoa thường. Mưu chi khéo léo cậu bé tên nhất thư hoa thường. Luôn giỏi nhất. Hôm qua hôm nay cậu bé ấy vẫn luôn học ngoan. 100 điểm. Thông minh học chăm vẫn rất hay nghịch ngợm. Nghịch cũng giỏi nhất. Nhưng khi ghi nhau ra không hề giỏi, chỉ xếp thứ ba. Nam mô A Di Đà. Mình bận lòng làm chi vài chuyện không lớn mây, kệ đi. Không la 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 chi, không la 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 chi, không la 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 chi. Chẳng việc gì phải lo lắng hết, luôn bước tới trước thật vui. Những ước muốn cứ thế bay lên. Hôm nay vậy thôi. Kìa anh dừng dần xuống. Thích thích ghê đi, thích thích ghê đi bên kia cậu bé. Nhất thư hoa thường chính là tôi. Công chúa nghịch ngợm. Con dơi bay sang đông lại bay sang tây, bay lên núi cao, bay xuống thuyền, bay vòng quanh, bay vòng quanh. Trời mưa lớn, nước ngập đường, làm ướt dày hoa. Búp bé giải, búp bé đất, làm dâu nhà người thật chất giả. Búp bê gà, mài cong cong, đôi chân lớn. Nè, Dứt Hương, chú chăm chỉ đó chứ. Sáng sớm đã dậy quét dọn rồi. Hả? Mình là tiếng gì vậy? Dùng hột trà làm sáo đó. Cháu chỉ cho chú. Chú phải dùng hột trà bị trùng ăn qua, sau đó khoét thêm cái lỗ này nữa là thổi được. Làm khó quá. Trời ơi, chú lại làm lũng rồi. Sao mà phiền phức vậy? Nhất định tôi phải làm được. Khoét một cái lỗ. Khoét lỗ đáng ghét giống đối đầu với ta. Nhìn chú giống như đang quyết đấu với người ta. À, rất dễ, để tôi xem thử. À, to quá, để nào to gan vậy? Hả? Hả? Là công chúa. Cuối cùng tôi cũng tìm được chú rồi. Nhất Hương, tôi đặc biệt tới đây tìm chú cùng chơi với tôi đó. Không được đâu, tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Tôi không thể chơi với cô được đâu công chúa. Người mà thầy thiếu ấy quét sạch tất cả mọi nơi đi. Dạ. Quét dọn xong tôi còn phải đi tụng kinh nữa. Sau khi ngài quét dọn xong thì đi tụng kinh thay cho chú ấy. Ờ. Sao lại như vậy chứ? Nhất Hưu. Nhất Hưu. Dạ có. Cô thấy đó, sư huynh tu niệm kêu tôi đi làm việc rồi. Tôi không thể chơi với bạn được nữa. À đúng rồi, tổng bình đại nhân, chú có thể chơi với cô ấy đúng không? Tôi làm sao tôi chơi với công chúa được? Tôi là người lớn, cô ấy còn là một cô bé. Trò chơi của người lớn và người nhỏ không giống nhau mà Nhất Hưu. Không sao đâu, tóm lại có người chơi với cô ấy là được rồi. Nhất Hưu ơi, chú đang làm gì vậy? Dạ có ngay. Trời ơi, kêu chú khô cá họng chú mới chịu đến. Đáng lẽ hôm nay không phải là quá duyên, nhưng bây giờ lại cần đó. Không sao hết, chỉ cần có thể thoát thân được là được rồi sư huynh. Cái gì? Thoát thân? À, ông huynh coi như em không có nói gì, nghe xong rồi bỏ đi. Hả? Không có gì. Chú lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều trò chơi. Chúng ta cùng chơi đi. À, dạ, công chúa. Chúng ta cùng chơi đi. Sao hả? Chú thích chơi trò gì đây? Hả? Ta hỏi chú thích chơi trò gì? Khi chú còn nhỏ chú chơi những trò chơi gì vậy? À, khi tôi còn nhỏ trò gì tôi cũng chơi hết. Tóm là chỉ cần không nguy hiểm thì tôi đều chơi hết. Ta không cần biết thế nào là nguy hiểm. Cái gì ta cũng chơi. Ta hỏi ngươi, bình thường công chúa ở nhà hay chơi trò gì vậy? À, bình thường công chúa ở nhà đại khái là đánh đàn và hát sướng. Hả? Cô ấy còn biết đánh đàn à? Cũng có tài đấy chứ. Ừ,
đàn tới đây thôi. Ta ngồi tê hết cả chân rồi, ta không đàn nữa. Cái này khó chơi chết đi được. Ta muốn chơi những trò chơi hay, ta muốn chơi những trò chơi hay thôi. Các người nghe thấy chưa, ta không đàn nữa, không đàn nữa. Vì lẽ đó, cô ấy mới đến tìm Nhất Hưu để chơi với cô ấy. Vì trò chơi của những đứa trẻ bình thường, cô ấy hoàn toàn không chơi qua. Cho nên chúng tôi chỉ còn cách là chơi với cô ấy thôi. Độ cố tâm nhất của ta là không biết chơi. À, được rồi, để dạy cô ấy chơi một trò chơi mới, rất là vui. Cái này bị trùng ăn rồi. Chính vì vậy mới vui chứ. Khoét một cái lỗ thì mới có thể thổi được. Tổng binh đại nhân, nhìn không ra chú thông minh như vậy. Vậy sao? Chẳng lẽ cô luôn cho rằng tôi rất ngốc sao? Cô nhìn nè, để cái lỗ này vào miệng và dùng sức thổi thì nó sẽ kêu đó. Nhìn nè. Sao kỳ vậy? Bây giờ chú hãy coi ta làm nè. Ủa, sao giỏi quá vậy? Xây dầu tràn, vườn hoa cúc, nướng bánh gạo, câu ao lúa. Mẹ dẫn tôi đi xem thuyền rồng. Tôi không xem, xem gà con. Gà con lớn, bắt đi bán. Bán gà con, bắt đi bán. Anh Nhất Hưu ơi, lại đây chơi đi. Tới đây. Không được đâu, tôi không chơi được. Tôi phải đi quá duyên rồi. Đúng rồi, hay là như vậy đi. Em chơi với Lục Ngô công chúa có được không? Sao? Chơi với Lục Ngô công chúa. Xin lỗi nha, tôi không nghĩ ra được trò gì để có thể chơi được. Tốt nhất là kêu Tiểu Nghiên chơi với cô. Hả? Chú nói sao? Tiểu Nghiên có phải là đứa từng chơi với Nhất Hưu không? Đúng rồi, nó thông minh lanh lợi và có rất nhiều trò chơi nữa. Ta và nó ai là người dễ thương không? Đương nhiên là Tiểu Nghiên rồi, bởi vì cô quá bướng bỉnh. Ơ, à, không phải. Cái gì? Thì ra ta rất bướng bỉnh hả? À, không, không phải. Hả? Ê, để nghe đằng kia kìa. Tiểu Nghiên à, em đừng sợ, em chơi với cô ấy một chút là được rồi. Nhưng mà con người của Lục Ngô công chúa rất phiền phức. Cô ấy có hơi phiền thiệt, nhưng mà tôi sẽ nói với cô ấy. Cô ấy cũng rất nghe lời của tôi, thì cô ấy là công chúa. Nhưng mà cô ấy không có lên mặt đâu, được không? Anh chờ một chút. Trên vai anh có chiếc lá. Tên đệ đệ này, kêu hắn chơi hắn không chịu, đáng ghét thiệt. Được rồi, tạm biệt nha. Thật ra Nhất Hưu quá bận. Cô chơi với Tiểu Nghiên đi có được không? Cô đang làm cái gì vậy công chúa? Hả? Chơi với ai cũng được, nhưng mà ta không đem chơi với Tiểu Nghiên đâu. Tính công chúa của cô ấy lại bộc phát rồi. Công chúa à, đừng đi, cô đừng đi. Chờ tôi với công chúa. À, công chúa, công chúa à. Sao? Kêu chúng tôi chơi với công chúa hả? Vậy thì hay quá, tôi nghĩ chắc chắn công chúa sẽ rất xinh đẹp. Bạn đừng vội mừng như vậy, chút nữa bạn sẽ biết mà. Vì sao cô ấy lại không thích Tiểu Nghiên vậy? Đã không thích thì không cần phải giải thích. Công chúa à, chờ một chút đi công chúa. Ta không chờ với nó. Chờ tôi với. Ta không chờ ngươi. Vui quá, vui đi. Nếu như chúng ta chơi với cô ấy thì cô ấy có dẫn chúng ta về nhà cô ấy chơi không vậy? Tôi cũng không biết, cũng có thể. Tôi nghe người ta nói nhà của công chúa rất đẹp. Hơn nữa thế gì cũng có hậu hoa viên rất lớn, có rất nhiều cây cỏ và còn có nhiều chim cá hót nữa. Là như vậy, để tôi nói với cô ấy xem sao. Hả, thiệt hả? Sao lâu rồi không thấy công chúa đến? Tôi cũng rất muốn thấy công chúa. Cứu mẹ! Lục Ngô công chúa! Cứu tôi với! Người thật to gan dám đối xử với ta như vậy! Ta là công chúa mà! Thả ra! Thả ra! Đây là mệnh lệnh của ta! Ngươi không nghe lệnh của ta tôi sẽ giết ngươi đó. Được, thả nè. Đau quá, sao tự nhiên ngươi lại buông tay? Ngươi cố ý làm vậy, ta sẽ giết ngươi, ta giết ngươi. Các ngươi là ai? Các bạn đừng sợ. Lục Ngô công chúa, đây là Tiểu Nghiên. Ta biết lâu rồi. Đây là A Tùng, bạn kia là A Trúc và Tiểu Mai. Các bạn ấy đều rất muốn chơi với cô, cho nên cố tình đứng đây đợi cô đó, Lục Ngô công chúa.
Ai kêu các người đợi ta ở đây? Ta ngoài chưa giới nhất thu ra, những người khác ta không cần. Các người mau về đi, đi đi. Mau dắt ta đứng dậy. Cô la lối cái gì chứ? Anh Nhất Hưu kêu tôi chơi với cô, bằng không tôi chẳng thèm để ý tới. Được rồi, chúng ta qua bên đó chơi. Chúng ta có rất nhiều trò để chơi, cần gì đến cô ấy. Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, đừng lý tới cô ấy. Không biết vì sao một con gái vừa gặp mặt là giống y như thần gác cửa vậy. Công chúa à? Lý Tổng Binh, ngươi làm gì vậy? Quá liền. Đi thôi. Ca ca hát, đánh đầu cầu, xem ai đánh được nhiều. Đánh được nhiều, không cần ca hát, đánh được ít, phạt ca hát. Ca hát, đánh cầu, xem ai sẽ đánh được nhiều hơn. Xem ai sẽ đánh được nhiều hơn. Một, hai, ba, đánh cầu. Nè, ta đánh cho người coi. Cà cà hát, cà cà hát, cà cà hát. Ta không biết hát bài của các người. Các người hát đi, để ta đánh cờ vậy. Ta không hề thích hát. Ta bắt người hát. Không hát. Ta là công chúa, ta muốn người hát cho ta nghe. Ca ca hát, đánh cầu, xem ai đánh được nhiều. Đánh được nhiều, không cần phạt ca hát, đánh được ít, phạt ca hát. Thời bây giờ quả cầu được làm bằng chỉ cho nên rất khó đánh. Công chúa à, cô phải cố gắng nha. Ca ca hát, đánh cầu, xem ai đánh được nhiều. Mai mà có thể chơi chung với nhau. Đánh được nhiều. Hả? Ca ca hát, đánh cầu. Như vậy có phải là hay hơn không? Đánh được nhiều thì phải phạt ca hát. Ca ca hát. Quả cầu này sao lại khó đánh hơn quả cầu bình thường vậy? Người đâu, mang quả cầu này đi xử tử, ta phải giết nó. Giết chết nó. Công chúa lại nổi nóng rồi. Cố lên, cố lên, lên 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 lên. Lên lên. Những con thuyền nhỏ này làm bằng lau sậy, sau khi làm xong thả xuống dòng suối xem có ai trôi nhanh. Nhanh lên, của ta nhất định phải nhanh hơn của bọn họ. Trôi nhanh lên, không nghe lời của ta, ta lập tức kêu người xử tử ngươi. Trôi nhanh lên đi. Ta ném ngươi nè, ném ngươi. Hả? Sao công chúa dữ dằn quá vậy? Ta không cần biết, tóm lại ta nhất định phải được giải nhất. Cửa hàng, cửa hàng bánh bông lan, 36 con dao, cưỡi bạch mã, đeo con dao, đi vào cửa phòng bị té nhào. Bắt được rồi. Tốt rồi, chứ lần này bọn chúng không có chuyện nữa. Hình như không xảy ra chuyện. Cửa hàng, cửa hàng bánh bông lan, 36 con dao, cưỡi bạch mã, đeo con dao, vào trong cửa thành. Tiểu Nghiên nhanh lên. Qua được chơi. Đi vào cửa thành bị té nhào. Khá to gan, các người không biết ta là công chúa hay sao hả? 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 Công chúa, cô biết dùng lá cây làm chiếc giày không? Biết chứ. Vào thời bây giờ, các bạn nhỏ không có nhiều đồ chơi, cho nên dùng cây cỏ và lá cây để làm đồ chơi. Họ có thể dùng cỏ và lá cây để làm ra rất nhiều đồ chơi, ví dụ như mũ, giày và sáo nữa. Nhưng mà Lục Ngu công chúa chưa từng bao giờ chơi qua những thứ này, dĩ nhiên cô ấy không biết làm rồi. Tôi làm xong rồi, mấy bạn nhìn nè, tôi cất dây xúc xích thành một cái vòng. Mấy bạn nhìn coi nè, hình như có tôi dài hơn của bạn á, bạn nhìn xem. Được, tôi cũng cất dây xúc xích để chơi. Công chúa đã học các bạn cất dây xúc xích kìa, mong rằng cô ấy có thể kết được. Công chúa, tôi giúp cô. Không.
cách dây xúc xích rất là dễ. Nhưng mà ta không thích kết để cho các người coi đâu. Tránh ra. Người đâu? Người thấy rồi mà con không mau tới đây. Mau tới đây. Ồ, có tôi đây thưa công chúa. Tôi tới ngay. Ta không muốn chơi ở đây nữa. Ta muốn đi. Vâng, tôi hiểu rồi. Ta muốn về nhà ngay lập tức. Tạm biệt nha, Lục Ngưu công chúa. Lần sau đến chơi nữa nha. Thì ra cứ học được cái đó. Hả? Xem ra Lục Ngưu công chúa không dẫn chúng ta đến nhà cái chơi rồi. Sau này ta không thèm chơi với bọn chúng nữa. Bọn chúng chỉ biết ăn hiếp ta thôi. Bọn chúng biết cách chuyện xúc xích, nhưng mà ta thì không biết. Con dơi bay con cao, dơi bay cao, cao. Con dơi bay thầm thấp, thấp. Bay lên núi cao, bay xuống ruộng. Ca ca hát, đánh đánh cầu. Ca ca hát, đánh đánh cầu. Trời mưa lớn, nước ngập đường, làm ướt giày hoa. Búp bê gà mày công công, làm dâu nhà người thật dốc giả. Trời mưa lớn. Chơi trò các chi xúc xích sẽ không phát ra tiếng nữa. Không có tiếng. Kỳ lạ thiệt. Sao tự nhiên ở ngoài im lặng vậy ta? Đột nhiên công chúa im lặng như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Để tôi đi xem sao. Trời, công chúa làm ướt hết rồi. Công chúa, công chúa. Công chúa. Đừng ồn. Cô đừng làm phiền ta có được không? Sao? Nhất định ta phải kết đẹp hơn bọn chúng. Không những đẹp mà còn dài hơn nữa. Nhất hư hòa thượng, Nhất hư hòa thượng. Hả? Có phải công chúa xảy ra chuyện gì rồi không? Công chúa tìm chú đó. Có chuyện muốn nhờ chú. Con chim lại bay mất rồi đúng không? Không phải. Tôi cũng không biết là có chuyện gì nữa. Tóm lại là chú gặp cô ấy chú sẽ biết thôi. Được rồi, chú đi đi. Nhưng mà... Lục Ngưu tuy là công chúa, địa vị của cô ấy đương nhiên là khác với chú. Nhưng mà tất cả đều là trẻ con, nên dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa, đầu óc chú linh hoạt, nên có thể đối phó với cô ấy. Thật là làm phiền chú. Còn phải nói, đúng là ngược đãi mà. Phải chơi với công chúa bướng bỉnh đó, thì là phải có cách. Ở đây phải đi từ từ, cẩn thận không để phát ra bất cứ âm thanh gì. Hả? Cách đi đứng phải bị khống chế sao? Thì là phiền phức quá. Công chúa đang ở đây nè. Xin cố gắng nhỏ tiếng một chút, tốt nhất là đừng có ra tiếng. Công chúa làm sao vậy? Bị bệnh hả? Không phải, chú vào trong rồi sẽ biết thôi. Hả? Kết dây xúc xích. Sao chú lại quên rồi? Trời ơi, giỏi quá. Nhớ không được lớn tiếng như vậy.
công chúa kết đẹp quá. Nhát Hương, tổng binh đại nhân, quý vị đã nhìn thấy chưa, chị Xuân Xích kết có đẹp không? Đẹp lắm, quả thật rất đẹp đó. Công chúa, cô có tài quá. Tôi muốn hỏi cô, có phải là một mình cô kết hay không? Đương nhiên rồi, ở đây chẳng có ai biết kết đâu. Ta không muốn thua Tiểu Nghiên, cho nên ta đã cố gắng học. Thì ra học kết xúc xích có thể học được nhẫn nại và không nổi nóng. Ừ, ngữ khí cô nói chuyện cũng rất khác nhiều. Không ngờ những thứ này có thể làm thay đổi được tính cách công chúa. Thật không dễ chút nào. Đúng rồi, kết những thứ này nhất định phải có tâm nhẫn nại. Bằng không chẳng có cách nào kết xong. Tôi tên Tiểu Nghiên và các bạn cũng khâm phục cô. Nhưng mà ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được. Vấn đề gì? Làm thế nào để mang những sợi dây này tới cho Tiểu Nghiên và các bạn đó xem đây? Bởi vì thật sự nó quá dài, quá lớn, rất dễ bị đứt. Cho nên ta không biết phải mang đi bằng cách nào nữa đây. Cô nói có lý lắm. Dài quá, rất dễ bị đứt. Nhất Hưu à, chú giúp công chúa tìm cách đi. Nhất Hưu, chú mà tìm cách nào đó giúp ta đi. Làm phiền chú. Nhất Hưu, suy nghĩ nhanh lên đi. Chú làm cái gì vậy? Nhất Hưu, sao tự nhiên chú lại cười? Nhất Hưu, Nhất Hưu à, chú làm sao vậy? Sao chú lại cười lớn tiếng như vậy? Vì vấn đề này quá là đơn giản, cho nên tôi càng nghĩ càng cảm thấy mắc cười thôi. Quá đơn giản? Mang những thứ dài như vậy ra ngoài chứ còn nói là quá đơn giản sao? Thật ra cần gì cô phải mang đi chứ. Mục đích chủ yếu của cô là cho Tiểu Nghiên và các bạn nó coi thôi mà. Kêu bốn người họ đến đây là được rồi, đúng không công chúa? Ờ, đây cũng là một cách đó. Sao ta lại không nghĩ ra? Ê, đến đây, tôi đây nè, đến bắt tôi đi. Người ở đâu? Tôi ở đây, tôi bắt tôi đi nhanh lên. Ở đâu vậy, tôi không bắt được. Nè nè, ở đây nè. Ta ở đây nè, tôi bắt đi. Đứng lại, nhất định ta sẽ bắt được các người. Ta sợ các người chơi với nhau, nhất định ta phải bắt các người. Bắt hết từng người các người. Đứng lại. Đứng lại. Thấy bọn chúng chơi như vậy là yên tâm rồi. Nhưng mà nói cho cùng thì cái cây này lại tội nghiệp quá. Lá cây và tua của cây gần như không còn nữa. Không biết đến khi nào mới có thể mọc ra được. Nay con xa mẹ nghe chăng, con nhớ thương mẹ nhiều nhiều lắm. Đêm qua trên kia sam con đã nói chuyện cùng một bạn vì sao lung linh lấp lánh ánh sáng. Nhìn vì sao con nhớ mẹ. Ánh sáng ấy thật dịu dàng nhẹ nhàng giống như nụ cười mẹ luôn cho con ánh sáng ấm áp. Càng nhìn vào vì sao lung linh con muốn khóc nhẹ, dặn lòng con không khóc đâu. Bởi có mẹ ở bên con rồi, là vì sao đang lấp lánh kia, hãy chút sáng môi đêm với con nhé, chỉ thế thôi. Đã đến lúc phải tạm biệt, ngôi sao ơi xin gửi lòng này, để cho xa mẹ nghe chăng, Nhất Hương. Không xong rồi. Lần này tiêu rồi. Nhất Hưu ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, không xong rồi. Sư huynh Tu Niệm, có chuyện gì vậy? Tiểu Nghiên bị thương rồi, bị thương rất nặng đó. Hả? Tiểu Nghiên bị thương nặng? Đúng vậy, phía núi bên kia có cây hồng, nó định leo lên để hái cây hồng xuống ăn, rốt cuộc không hiểu gì sao là bị té nhào xuống, bị thương rất nặng đó. Hả? Thật như vậy không? Hả? Tam Diệp đầu trũng. Tiểu Nghiên, làm gì vậy anh Nhất Hưu? Hả, Tiểu Nghiên, em không bị thương hả? Em không sao hết. Ai nói cho anh biết em bị thương? Sư huynh Tư Niệm nói em muốn leo lên cây hồng để hái trái ăn, nhưng mà bị té xuống. Hả? Lần này tôi bị gạt rồi. Đứa bé bị bỏ rơi. Mùa xuân làm gì có trái hồng chứ, ngốc thiệt.
lo lắng quá cho nên mới không nghĩ ra được chuyện này. Chứ không biết chúng ta gạt chú ấy, chứ bây giờ đang nổi giận đó. Tôi đã bị huynh ấy gạt, đúng là ngốc quá. Mùa xuân làm gì có trái hồng chứ. Chính mình ngốc không liên quan đến người khác. Vừa nghe thấy em bị thương, cả người tôi cứng đờ ra, nhưng cuối cùng lại bị gạt. Thì ra anh Nhất Hương lo lắng cho em quá. Coi như anh bị người khác chơi cũng chẳng sao. Không sao đâu, lần sau tôi sẽ không bị người ta chơi nữa. Tiểu Nghiên à, em sao vậy? Hả? Em đau bụng quá. Không sao đâu, bây giờ tôi đưa em về chùa An Quốc nha. Em đi không nổi. Vậy đi, tôi cõng em về được không? Nè, nhanh. Tiểu Nghiên à, em không sao chứ? Tiểu Hòa Thượng à, chú đừng sợ, bây giờ chú giữ lấy cô ấy, đừng có sợ nha. Tiểu Nghiên à. Nè, em đừng sợ nha, cố chịu đựng một chút nha. Ngoan. Đây nè, cháu uống chỗ thuốc này xong thì sẽ khỏe ngay lại thôi. Nè, Tiểu Nghiên, em uống đi. Cho em bé uống một miếng nước đi, một chút nữa sẽ khỏi mà. Thúc Thúc ơi, cháu không có mang theo tiền, cho nên không có tiền trả cho chú. Không sao cả, người xuất gia dĩ nhiên trên người không có tiền rồi. Được rồi, bỏ đi. Cảm ơn Thúc Thúc. Nếu không đau nhiều thì tốt nhất nên đi về liền đi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏi. Vậy nha. Dạ, cảm ơn. Thúc Thúc, cảm ơn chú. Em sao rồi, em còn đau không? Đỡ một chút rồi, không đau như lúc nãy nữa. Thuốc của Thúc Thúc đó cũng hay đó chứ. Em à, em rất ngưỡng mộ bọn họ đúng không? Em không hề ngưỡng mộ bọn họ. Lại đây. Kaka, em nặng quá phải không? Đương nhiên là rất nặng rồi. Cẩn thận nha. Ê, cẩn thận một chút. Cẩn thận. Nhất Hưu à, tôi đưa chú cho vui thôi, chú đừng có giận nha. Không có, thật ra em phải cảm ơn huynh mới đúng. Chú nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ chú không thừa nhận rằng chú bị tôi phá sao? Không phải, đột nhiên Tiểu Nghiên bị đau bụng. Ôi, chú lại nói bậy nữa. Nếu như em không đi tìm Tiểu Nghiên, nếu một mình em ở đó thì không biết phải làm thế nào nữa. Cho nên lần này phải cảm ơn huynh mới đúng. Thật ra là người nói dối không đúng. Mùng 1 tháng 4 là tiết ngu nhân. Có nhiều người đi lường gạt người khác hoặc là chơi giỡn người khác, nhưng mà không được đùa quá trớn nhé, bằng không sẽ vui quá hóa khổ đấy. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, có ai ở nhà không? Không xong rồi, có ai ở nhà không vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì rốt vậy? Cuộc là có chuyện gì? Quý vị nghe đây, quý vị đến chỗ xe nước bên đó mà xem, có sanh năm con rồi. Hả? Sanh năm con sao? Anh trai con đã đến giúp đỡ rồi. Quý vị có ai rảnh thì tới đó đi, xin quý vị, xin quý vị. Sanh năm con thật là hiếm thấy, đến đó xem đi. Đúng đó, đi thôi. Thấy họ như vậy mắc cười quá. Dì Tôn, cô sao không sao rồi, chứ? Sao rồi? Sao rồi? Dì Tôn, cô không sao chứ dì Tôn? Dì Tôn à. Quý vị ồn ảo gì đây vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Dì Tùng mà chúng tôi muốn hỏi thăm xem có phải cô sanh năm rồi hay không vậy? Quý vị nói gì kỳ vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Cô coi nè, tôi vẫn chưa sanh. Trời, Trời ơi, tiểu quỷ đáng chết này. Ngươi dám gạt chúng ta, ngươi thật to gan.
Chú làm gì vậy? Cháu không có gạt cô chú. Hả? Quý vị nhìn xem, năm con kìa. Hả? Cháu nói là nó sinh năm con, cháu không có gạt người. Hả? Vừa rồi chẳng phải là ngươi nói. Vừa rồi cháu không có nói là người sinh năm con, là cho quý vị nghe. Đúng là cho quý vị ngốc hiểu sai ý của em tôi rồi. Sao có lý này? Làm gì vậy chứ? Đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Chú muốn bắt huynh để trốn cháu thì đúng là nằm mơ đây. Đi. Đứng đi lại. Cho chú nè. Ê, ê, nè, chờ một chút, tại sao vậy? Sao lại cho tôi một con gà con vậy? Cũng dễ thương đó chứ. Người đã đói bụng chưa? Ta biết người đói bụng rồi. Nè, ăn thức ăn đi. Nhất U Hòa Thượng, thì ra chú và bọn chúng là một à? Cháu không hiểu các chú nói gì. Chú còn dám nói dối hả? Chú nhìn xem, con gà con này á là bằng chứng tốt nhất đó. Chú nói con gà này hả? Nhất Hương chứ còn không thừa nhận hả? Hả? Quý vị muốn gì đây? Không bắt được bọn chúng á thì bắt chú cũng đúng vậy. Bắt nè, chú nè. Cũng vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Lần này Nhất Hương thê thảm rồi. Năm nay vận mệnh thật kém. Anh Nhất Hương. Anh Nhất Hương, Thúc Thúc bắn thuốc đã xuất hiện rồi. Hả? Xin lỗi, xin cô tha cho tôi đi. Dám bắt thuốc giả, mau trả lại tiền cho ta. Ta chỉ đòi lại tiền của một mình ta, của những người khác ta không cần biết. Muốn gạt thì đi khỏi nơi đây. Thiệt là đáng ghét. Bà đừng vu oan cho tôi mà. Chờ một chút, vì sao quý vị lại la dì Thúc Thúc này? Rốt cuộc nguyên nhân gì vậy? Còn cái của tên tiểu tử này rất là thích nói dối. Chúng tôi đã bị nó lừa gạt mấy lần rồi. Đúng, không sai. Đúng vậy. Cho nên ông ấy bán thuốc cho tôi nghĩ nó là thuốc giả. Quý vị đừng nói như vậy mà. Thuốc của vị Thúc Thúc này bán rất hiệu nghiệm. Cháu bị đau bụng uống vào là hết liền. Đúng vậy, cháu có thể làm chứng. Các vị nghe cháu nói đi. Chú ấy không bán thuốc giả đâu. Chú còn giúp hắn, đến lúc đó chú cũng sẽ bị hai đứa đó gạt. Thì chẳng có ai tội nghiệp chú đâu. Chú đã hiểu chưa? Đúng vậy, đi thôi. Thúc Thúc, chú không sao chứ? Chú đừng buồn nha. Nhất Hư Hòa Thượng à, cảm ơn chú. Hả? Thật sao có lý này chứ? Quay lại, ta đánh ngươi đây. Thúc Thúc ơi, đừng đánh nữa mà. Nè, đừng đánh nữa. Nó là con tôi dạy con tôi không được hay sao chứ? Hả? Nó là con trai của Thúc hả? Tên tiểu tử vô dụng nhà ngươi, ta đánh chết đừng ngươi nè. Đừng đánh con, đừng đánh con nữa. Đánh chết ngươi nè. Đừng đánh chết con, ngươi nè. Đừng đánh con nữa. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng đánh con. Nói, nó dối nè. Đừng đánh con. Đánh chết ngươi. Con không dám nữa đâu. Suốt ngày đi lường gạt. Đáng chết. Hai đứa con của tôi rất nghịch ngợm. Cái xấu nhất là hàng ngày nói dối gạt người. Con sợ đắc tội với người ta, cho nên liên tục dời chỗ, không dám ở chỗ nào nhất định cả. Thì ra là như vậy. Mẫu thân của chúng sợ chúng gây ra những chuyện thị phi, cho nên đã bỏ đi rồi. Sau này con không biết làm sao nữa. Đại sư, xin ngài hãy dạy con. Con dẫn theo bọn chúng, rốt cuộc phải đi đến đâu mới được đây, đại sư? Đúng rồi Thúc Thúc, hay là chú không nhận bọn chúng thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Hả? Đây cũng là một cách. Sao? Không nhận bọn chúng? Bọn chúng là con ruột của con mà. Đây là cách khó nhọc, một lần thông dong mãi mãi đó. Nếu như nói bọn chúng chấp nhận sửa đổi thì mới nhận chúng. Làm như vậy đối với mọi người đều có lợi đúng không? Đúng, chú nói rất đúng. Nhất Hưu à, cứ làm theo lời chú vậy. Nhất Hưu, người thật đáng ghét. Ta sẽ nhớ người. Cha không về thiệt sao? Hay là cha không cần chút con nữa đúng không ca ca? Đáng ghét, tất cả đều do Nhất Hưu Hòa Thượng đó, đã nói với cha mình như vậy. Cha ơi, con đói bụng quá. Tóm lại sự việc này bắt nguồn từ Hòa Thượng Nhất Hưu đó.
Nhất Thường chính là kẻ thù của hai anh em chúng ta. Em không cần biết nhiều, em muốn ăn đồ ăn. Em ráng chịu đựng một chút đi. Là khoai nướng, ca ca. Ca ca, mau đến đây, ăn khoai nướng đi. Nè, của anh nè, ca ca ăn một củ đi. Nhất Hương thật là đáng ghét. Cũng vì hắn ta nhiều chuyện cho nên cha mới ra đi không trở về. Anh không thèm ăn thức ăn của bọn chúng đâu. Anh tuyệt đối không ăn thức ăn của bọn chúng. Nhất Hương. Hả? Cái chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lần này thì tiêu rồi. Mẹ của chú bị bệnh rất nặng. Chú mau về thăm bà ấy đi, nhanh lên mà không kịp bây giờ á. Hả? Mẹ ta bị bệnh rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Hả? Nhớ Khưu à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nghe nói mẹ bị bệnh, thì ra mẹ không sao hết. Ai nói mẹ bị bệnh vậy? Mẹ không bệnh mà. Là đứa trẻ kia nói. Mẹ rất khỏe, tinh thần cũng rất tốt. Con biết rồi. Hả? Con bị gạt rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy Nhất Hưu? Vì sao con không kịp tháo giày đó vừa chạy vào đây rồi? Hả? Con mang cả dép vào đây rồi. Con A đầu ngốc này, em chỉ biết cười mà thôi. Mau nghĩ cách trị hắn đi chứ. Nhất Hưu à, nghe nói lần này chú lại bị người ta gạt nữa rồi. Dạ không có, con đã sớm biết đó là giả rồi. Ồ. Bởi vì bất luận mẹ có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sai người đến nói cho con biết đâu, cho nên con biết đó là giả. Thế tại sao chú lại đến đó chứ? Đại sư, con làm như vậy đương nhiên là có lý do của con. Nếu nói hình như con bị nó gạt, con đến chỗ mẹ con, trong khoảng thời gian đó, nó sẽ không đi làm phiền những người khác nữa. Cũng rất có lý. Nhưng mục đích của chú chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đó. Hả? Thật ra chú tương kế tự kế, chú muốn đi thăm mẹ chú có đúng không? Lại bị ngài đoán trúng rồi. Cảm ơn. Không có chi, mấy chú tiếp tục đi quá duyên đi. Nhất Hưu à, bên đó có một cửa tiệm, chỉ cần tốn 3 đồng tiền là có thể mua được cái bánh 6 đồng lận đó. Buôn bán lỗ vốn như vậy thì ai mà làm chú chứ? Chú không tin tôi sao? Tôi mua cho chú coi nè. Hả? Có thiệt không? Nhất Hưu à, chú đừng lý tới nó nữa. Lần người này chú còn lý tới nó làm gì chứ? Không được, em phải nhìn xem nó dở trò gì mới được. Thôi được rồi, xem thì xem vậy. Được rồi, nhìn kỹ đây. Ông chủ, cháu muốn mua cái bánh bao 3 đồng. Được, có ngay. Của chú cái này. Cảm ơn chú. Ông chủ à. Hả? Cháu suy nghĩ lại rồi, cháu quyết định một cái lớn hơn một chút, cháu muốn một cái 6 đồng. Được thôi. Vừa rồi cháu đưa cho chú 3 đồng tiền, bây giờ cháu đưa thêm cho chú cái bánh bao 3 đồng nữa, cộng lại thành 6 đồng tiền, có đúng không chú? Hả? Cái này Có thể nói bánh bao tiệm của chú là ngon nhất thế giới luôn đó. Chú cũng biết thưởng thức đấy chứ. Dạ được rồi, cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn. Chú nhìn xem, đây chẳng phải sao? Cho em một nửa nè em gái.
Không ngờ nó cũng thông minh đó chứ. Quả thật là nó đã gạt được ông chủ đó. Đúng vậy, đầu óc nó vô cùng linh hoạt. Nhớ không? Chú mau trả lại cho tôi 3 đồng tiền. Liên quan gì đến cháu? Vì sao lại đòi tiền của cháu? Bởi vì đứa trẻ vừa rồi á mua một cái bánh bao 6 đồng tiền của tôi, nhưng mà nó chỉ đưa cho tôi 3 đồng thôi. Tôi hỏi nó tại sao lại như vậy á, nó nói Nhất Hưu á dạy cho nó làm như vậy, cho nên bây giờ nhất định tôi phải lấy lại 3 đồng tiền của chú. Không có, cháu không hề dạy nó. Tôi không cần biết. Tóm lại chú trả cho tôi 3 đồng tiền là đúng rồi. Nhưng mà thật sự là cháu không có dạy nó. Chú không thừa nhận cũng không được. Nhưng cách này á chỉ có chú mới nghĩ ra thôi. Chẳng lẽ đứa trẻ đó tự nhiên biết nghĩ ra sao? Cháu không có thiệt mà, thật sự không liên quan gì đến tôi cháu. Tôi không tin chú đâu, mau trả lại 3 đồng cho tôi. Trả thì trả. Chúng ta thắng rồi. Đại sư, con bị người ta chọc ghẹo mà ngày còn cười. Nhất Hưu à, ta cười chú thông minh như vậy mà cũng bị người ta chọc ghẹo à. Ta nghĩ đứa trẻ đó thông minh hơn chú đó. Nhưng mà có điều chú phải nhớ, chọc ghẹo người khác chưa chắc tâm mình đã an vui, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi đại sư. Anh trai tôi bị bệnh rồi, xin mấy chú tới thăm anh ấy đi. Phiền mấy chú tới thăm anh trai của tôi. Xin mấy chú, không gạt mấy chú đâu. Hôm qua anh tôi bắt đầu bị sốt, sốt rất cao, chắc anh chết mất, xin mấy chú. Sốt cao đi đại phu khám thì được rồi, cần gì phải tới đây nói cùng chúng tôi. Tôi có đi tìm đại phu rồi, nhưng họ không chịu đến. Họ tưởng lần này tôi lại gạt họ. Ai kêu cô nói dối, cho nên cô nói gì người ta cũng không tin, mà còn cho rằng cô nói dối nữa đó. Nếu lần này là giả, chẳng phải chúng tôi là bị cô cười cho sao? Cô đừng có chọc ghẹo chúng tôi nữa. Cô mau về đi, suy nghĩ chuyện khác tới gạt chúng tôi. Lần này chúng tôi không có tin cô đâu. Tôi thật sự không có gạt mấy chú. Anh trai tôi bị bệnh rồi, xin mấy chú tới giúp ảnh đi. Chờ, không người ta khóc nữa kìa. Nhưng mà khóc cũng giống đó chứ. Hả? Mấy chú thấy chết mà không cứu. Anh tôi chết biến thành ma, nhất định sẽ đến tìm mấy chú báo thù. Nếu nó biến thành ma thì kêu nó tới tìm tôi nha. Tôi sẽ kêu nó chùi nhà vệ sinh và lau nhà cho tôi. Bị bệnh thật rồi. Nè, mang gói thuốc này cho anh cô uống. Anh cô uống rồi sẽ khỏi thôi. Cô đem thuốc cho anh ấy uống đi, nhanh lên. Anh ấy cần uống chút nước. Em đi múc nước đến cho anh ấy uống. Nước đây. Cảm ơn. Tuy thuốc đã uống rồi, nhưng mà cần phải mời đại phu đến khám mới được, có đúng nhưng không? Nhưng mà không được, không có đại phu nào chịu đến khám bệnh cho anh tôi. Chưa hẳn là như vậy, tôi nghĩ gần đây có một đại phu, đến tìm ông ấy nhất định ông ấy sẽ đến. Tiểu Nghiên, có chuyện gì? Dạ được. Tôi biết rồi, chắc hai người đang trị chúng tôi phải không? Không phải, anh của cô bị bệnh, làm sao chúng tôi có thể trị các người, chúng ta đi thôi. Tôi không đi đâu hết. Cô không đi, chẳng lẽ cô thấy anh trai cô bị bệnh nặng như vậy, cô không đi mời đại phu đến khám? Nếu có gạt cô, thì cô cũng nên đi thử chứ. Tin chúng tôi đi An Ngào. Được rồi, nếu các người lừa gạt tôi không tha cho các người. Đó là nhà của mẹ Nhất Hưu mà. Nhìn bên kia kìa. Thúc Thúc, chú có nhà không? Tiểu Nghi đúng không? An Ngọc. Cha, con hận cha, cha không tới thăm chúng con. Ngọc à, được rồi, ta thứ cho cha đi. Cha luôn ở đây trông về tụi con mà. Hiện nay ca ca bị bệnh rất là nặng. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Bây giờ hai huynh đệ nó không sao nữa. Đúng vậy, Thúc Thúc nói dẫn bọn họ về quê. Vậy hả, vậy thì hay quá. À phải rồi, vừa rồi em đi qua thấy sư huynh Tu Niệm và mấy chú đang ăn bánh bao và điểm tâm. Có thật không?
chứ còn không ai đi đi, bằng không sẽ chẳng còn gì. Vậy tôi phải nhanh một chút. Em làm gì vậy Tiểu Nghiên? Em gạt anh đó. Như vậy biết được anh là một người tham ăn. Hả? Ngay cả em cũng dám gạt tôi hả? Nơi trong xa mẹ nghe chăng, con nhớ thương mẹ nhiều nhiều lắm. Đêm qua trên cây sam con đã nói chuyện cùng một bạn vì sao lung linh lấp lánh ánh sáng. Nhìn vì sao con nhớ mẹ. Ánh sáng ấy thật dịu dàng nhẹ nhàng giống như nụ cười mẹ luôn cho con ánh sáng ấm áp. Càng nhìn vào vì sao lung linh con muốn khóc nhẹ, dặn lòng con không khóc đâu. Bởi có mẹ ở bên con rồi, là vì sao đang lấp lánh kia. Hãy chút sáng môi đêm với con nhé. Chỉ thế thôi. Đã đến lúc phải tạm biệt, ngôi sao ơi xin gửi lòng này. Nơi trốn xa mẹ nghe chăng nhất một cặp trời xanh. Triệu Tân à, hôm nay thời tiết đẹp quá. Còn chẳng thấy đẹp chút nào hết, không bao lâu nữa là có sấm chớp ầm ầm. Thúc thúc, cháu vừa đi hái được rất nhiều hoa, chú nhìn xem có đẹp không? Thúc thúc tặng cho chú nè. Cháu tặng cho ta, ta cũng không cần. Những bông hoa nát đó mua ở đâu cũng có, tặng cho ta còn chê là đê tục đó. Chị Tân thúc thúc, lâu quá trời không gặp, chứ vẫn siêng năng như vậy. Ta rất là làm biếng. Ta ngủ trưa rồi, uống nước rồi, ăn thức ăn rồi, bây giờ mới bắt đầu làm việc. Hả? Nè, cho mày ăn nè. Hơ, con chó này thật đáng ghét. Triệu Tân à, anh làm xong việc rồi đó hả? Vất vả rồi. Ơi, trưởng thôn mà, tôi có nói với ông là tôi đã làm xong công việc về đây không? Tôi không ngờ mình lại sướng như vậy. Vì sao ông lại nói với tôi vất vả chứ? Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Không phải anh đi làm việc mà anh đi chơi. Chơi rất vui đúng không Triệu Tân? À không phải, bây giờ tôi mới đi chơi, tôi không thích về nhà. Anh chàng Triệu Tân thúi này thích nói ngược. Lớn chẳng có gì nhưng thích nói ngược. Người ta nói tả anh ta nói hữu, cho nên mọi người nhìn thấy anh ta đều tránh xa không muốn gặp anh ta. Tuy con là trưởng thôn nhưng cũng chẳng làm được gì anh ta, con sợ anh ta luôn đó. Ta cũng từng đếm qua mùi vị này. Đúng rồi, trưởng thôn à, hôm nay ông đến chỗ tôi có việc gì vậy? Chuyện là như vậy, con biết đại sư là người tinh thông thiên văn địa lý học vấn uyên bác, cho nên mới nhờ ngài sửa đổi tính tình của Triệu Tân. Bởi vì Triệu Tân ngoài tính tình cổ quái ra, anh ta cũng rất nhanh nhẹn, chúng ta nên giúp anh ta đi. Đừng nghĩ tôi nói ông, thật ra lần này ông đến đây đó chẳng phải là để tìm tôi, mà muốn tìm Nhất Hưu. Đại sư à, ngài nhìn thấu rõ con rồi, thiệt là ngại quá. Đúng rồi, Nhất Hưu à, Nhất Hưu, mau vào đây. À, lại có nữa rồi. Triệu Tân thúc thúc, thúc khỏe không? Chào thúc, chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Đó, chú nói vậy nghĩa là sao? Người ta nói thúc thích nói ngược, bây giờ cháu nói hết rồi. Làm như vậy thì thúc không còn cơ hội bẻ chân sau của cháu nữa. Nếu như cháu chỉ nói chào buổi sáng thì
thì thúc có thể sẽ nói chào buổi tối đúng không? Người ta nói chú là tiểu hòa thượng thông minh, dùng sự thông minh đi giúp đỡ người khác. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra chú dùng cách này để đi nói ngược với người khác. Không sai, cháu rất thích nói ngược với người khác. Nhưng mà bây giờ cháu biết được, trong thôn có hai người thích nói ngược với người khác, đó chính là chú và cháu. Vậy thì đã sao? Đã là như vậy, chi bằng chúng ta thi tài một chút, chúng ta thi nói ngược. Muốn thi trò chơi nói ngược với tôi à? Chúng ta ba trận thắng hai, ai làm cho đối phương không nói được gì, hoặc là không thể biện hộ được là người đó thắng. Thúc thúc, đề nghị như vậy thúc thấy thế nào? Tôi chẳng hứng thú. Không hứng thú có nghĩa là hứng thú rồi. Được, như vậy coi như chú bằng lòng với cháu rồi. Cuộc thi của chúng ta chính thức bắt đầu. Nếu thúc thua cháu, thì sau này thúc không được nói ngược với người khác nữa. Thúc nghe rõ chưa? Không nghe thấy. Thúc nói không nghe thấy, tức là nghe thấy rồi. Như vậy nha, quyết định như vậy. Bây giờ cuộc thi nói ngược của hai chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Lại câu được một con cá nữa rồi. Thúc thúc, cháu hỏi chú. Chú cầm cái cần câu ngồi ở đây, không cần hỏi cũng biết thúc đang câu cá đúng không? Nếu cháu muốn hỏi thúc, hôm nay thúc câu được nhiều không? Tôi có nói tôi đang câu cá không? Chú đừng nói bậy nha, tôi bắt cá ở bên sông, sau đó bỏ chúng vào trong vỏ, chứ tôi không nói là tôi đang câu cá. Hả? Ý thúc nói là thúc bỏ nó đi? Đương nhiên. Thật là lãng phí, đằng nào thúc cũng bỏ đi, vậy thì cháu lấy hết. Chú. Bây giờ cháu hiểu được thế nào gọi là không làm mà hưởng rồi. Cháu mang đi cho người khác đây. Cuộc thi đối ngược của Nhất Hưu và Triệu Tân. Hiệp thứ nhất, Nhất Hưu thắng Triệu Tân. Nhất Hưu, chú hãy đợi đấy, tôi không dễ dàng thua chú vậy đâu. Tất cả nhờ các em giúp nên mới làm được nhiều như vậy đó Tiểu Nghiên. Vậy sao? Chú thật xui xẻo, nhỏ như vậy đã phải học công nhân lên núi đốn củi rồi, phải đốn bao nhiêu mới có thể đốn đến già đây? Thúc thúc, cháu chẳng nói là cháu đang đốn củi, cháu thấy cành cây mọc chi chít cho nên cháu quyết định bẻ gãy bọn chúng, sau đó mang bỏ đi. Vậy hả? Chú định bỏ đi à? Dạ. Lãng phí quá, được, để tôi giúp chú. Vì chú định bỏ đi, cho nên chú bỏ tôi lượm đi hết vậy. Như vậy sao được? Chú ấy làm theo cách của anh nên thắng rồi, chắc chắn anh nhường chú ấy đúng không? Thôi bỏ đi. Vừa rồi rõ ràng anh Nhất Hưu có thể thắng chú Triệu Tân, nhưng anh ấy cố ý chịu thua. Em hỏi tại sao anh ấy làm như vậy? Anh ấy nói Triệu Tân thúc thúc dù sao cũng là người lớn, nên nhường cho thúc ấy. Có thua thì cũng phải để thúc ấy thua đẹp một chút, anh ấy cố ý thua. Tôi nghĩ Nhất Hưu thua mà không chịu thừa nhận, Nhất Hưu cũng thiệt là... Bây giờ hai người họ đã ngang tay nhau, anh Nhất Hưu nói phải hai thần cắn cả hai mới thắng. Anh ấy còn nói muốn chúng ta đi đến nhà chú Triệu Tân ngay, anh ấy muốn tiến hành trận quyết đấu hồi thứ ba. Không biết hồi thứ ba sẽ như thế nào đây? Số củi đó chú lượm ở đâu về vậy? Muốn sử dụng phương pháp cũ để lấy lại hả? Số củi này không phải do lượm, mà là do tôi vất vả bẻ từng cành trên núi xuống đó. Bẻ ở trên núi? Thúc có biết tất cả dãy núi ở gần đây đều thuộc về chùa An Quốc hay không vậy? Không biết. Nếu là như vậy, thúc không được lấy củi của chúng cháu dễ dàng như vậy được, phiền thúc trả lại. Lần này ta lại thua nó nữa rồi. Thắng rồi. Giác từ trên núi xuống hết sức vất vả, vậy mà bây giờ lại phải trả lại cho chú ấy. Ê, Triệu Tân à, lần này chú lại thua rồi, sau này chú phải nghe lời người ta, chú không được nói ngược nữa. Ủa?
lần nào cũng đến ăn hiếp con mèo của ta, được xấu xa. Từ ngày thua Nhất Hữu Hòa Thượng đến nay, gần đây ít thấy Triệu Tân, càng không nhìn thấy anh ta nói ngược với ai. Con nghĩ chuyện này nhờ đại sư và chúng Nhất Hữu đã làm một việc tốt cho ngôi làng này, cho nên những người đó không biết vui tới cỡ nào nữa đó. Nhưng mà cháu cảm thấy hình như có lỗi với chú Triệu Tân á. Anh Nhất Hữu, ngoài kia có người tìm anh. Ai tìm tôi vậy? Em cũng không biết, là một phụ nữ, em cảm thấy cô ấy rất kỳ lạ. Hả? Rốt cuộc là ai vậy? Tôi là Nhất Hữu chùa An Quốc, xin hỏi có chuyện gì? Ngươi là tiểu hòa thượng đáng ghét. Tôi làm gì vậy? Đứng lại! Tôi đánh chết rồi! Đứng lại! Đứng lại! Chốt tôi! Tiểu hòa thượng này đứng lại! Nè, sao cô ác quá vậy? Đừng đi cấp đơn tới người có được không? Cứu tôi với! Đứng lại! Đứng lại! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Kẻ nào vậy? Sao lại đối xử với Nhất Hữu như vậy? Cứu tôi với! Hả? Tôi cứ tưởng là ai? Thì ra là A Tuyết à! Cô có biết Nhất Hữu chính là tiểu hòa thượng thông minh không? Chú ấy thường làm việc tốt, chuyên môn đi giúp người đó. Hắn chuyên môn đi hại người thì có. Hôm nay tôi đến đây giải dạy cho nó một bài học. Ông cô đừng nói như vậy, cháu đâu có hại người. Thân làm trưởng thôn, tôi muốn cô xin lỗi chú Nhất Hữu. Tôi không có xin lỗi. Hả? Thẩm Thẩm, cô nói rõ chuyện này ra có được không? Chuyện này mới xảy ra gần đây thôi. Nhất Hữu Hòa Thượng á, chú đã làm hại một người hiếu thảo nhất rồi, đó chính là Triệu Tân á. Hả? Thẩm Thẩm, cô nói Triệu Tân là người hiếu thảo nhất hả? Thì dĩ nhiên rồi, anh ấy vốn rất hiếu thảo, làm theo lời dạy của cha mình, nhưng mà bây giờ trở thành người bất hiếu rồi đó, tất cả đều do chú hại mà. A Tuyết à, cô làm gì vậy? A Tuyết, A Tuyết, chết cái thằng nhỏ này, tôi phải đánh chết nó. A Tuyết, gì vậy? Đừng mở, ngừng tay A Tuyết. Để tôi nói cho mấy người nghe. Trời ơi. Sự việc bắt đầu từ 50 năm về trước, khi đó cha của Triệu Tân vẫn còn sống, hai cha con nương nhau mà sống, cuộc sống không có đến nỗi nào hết. Ai ngờ sau đó cha của anh ấy bị bệnh, lúc sắp lâm chung á. Triệu Tân, cha, chắc chắn cha sẽ khỏi bệnh mà. Không có đâu, cha sắp sửa xa con rồi, cho nên nhất định con phải nhớ cẩn thận, được tin tưởng người khác. Cha con vì quá tin người, cho nên nhà cũng bị người ta gạt. Con phải nhớ lời cha dặn, tóm lại, người ta nói tả thì con nói hữu, người ta nói đen thì con nói trắng. Kêu con đứng thì con phải chạy, nếu con không nghe lời cha thì ta chết không nhắm mắt. Cha ơi! Triệu Tân thật là đáng thương. Thì ra là như vậy. Vì Triệu Tân nghe lời cha mình, cho nên chuyên môn nói ngược với người khác. Cha anh ta nói anh ta không tin người. Người ta nói đông, anh ta nói tây. Người ta nói cao, anh ta nói thấp. Cho nên đã đắc tội với rất nhiều người, đúng không? Đúng rồi. À, tôi hỏi cô nè, cô không phải là người nhà của Triệu Tân, nhưng vì sao cô lại biết nhiều chuyện quá vậy? Bởi vì vợ của Triệu Tân là chị gái của tôi mà. Hả? Như vậy cô là em dì anh ta rồi. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chị gái cô là A Diệp, cô ta và Triệu Tân là thanh mai trúc mã, cô ấy thấy cha Triệu Tân bị bệnh, nên giúp đỡ chăm sóc cho cha Triệu Tân, do sớm tối gần gũi bên nhau, cho nên sau đó họ nên vợ thành chồng, tôi còn nhớ lúc đó cha của Triệu Tân đã qua đời rồi, thì chỉ còn lại hai người bọn họ thôi. À, đúng là vậy không, A Tiết? Không sai. Cô nghe đây, tôi không thích cô, tôi hận cô, tôi không hề thích kết hôn cùng cô. Tôi càng ngày càng hận cô vốn không có tư cách làm vợ của tôi đâu.
Trước khi cha tôi lâm chung, có dặn tôi không được tin bất cứ người nào. Dù người đó rất tốt với tôi đi nữa, tôi cũng không được tin người đó đâu. Tất cả những việc này tôi đều hiểu rõ. Chị gái của con biết Triệu Tân vì lòng hiếu thảo nên mới làm như vậy. Do đó chuyện gì cũng giúp đỡ anh ấy, còn cùng nói ngược với anh ấy nữa. Cho đến đâu cũng có anh ấy hết, để anh ấy không đắc tội với tất cả người thân và bè bạn. Hả? Chị gái của tốt quá vậy? Bây giờ chúng mới biết hả? Chị em chúng tôi đều là người tốt mà. Ý, người mau đi ra đi, còn chó dơ bẩn này, làm dơ hết chỗ này rồi. Ngày nào ta cũng phải làm tức chết đi được đi đi. Chị gái của con và anh rể luôn luôn như vậy, họ rất là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều năm nay, anh rể làm theo lời di chúc của cha lúc lâm chung đó. À, như vậy cũng vui, nói ngược bất quá cũng chỉ là một thói quen thôi. Hèn chi nhiều năm nay không có ai đi thưa kiện anh ta thích nói ngược và làm những việc phi đạo vô liêm sỉ. Thì ra anh ta có một người vợ hiểu rõ sự việc như thế, đã âm thầm giúp dạ. cho anh ta. Nhưng ai ngờ 5 năm trước chị gái con bị bệnh mà chết, nên không có ai nói ngược với anh ấy hết. Nhưng mà anh rể con vì hiếu thảo với cha mình cho nên đã đi nói ngược với người khác. Nhưng mà mọi người lại cho rằng chú ấy thích nói ngược. Nếu như cô không nói ra thì cháu cũng không biết. Anh rể tôi tốt như vậy, hiếu thảo như vậy mà cũng đắc tội với người sao? Ông trời không có mắt mà. Chị Hà Tuyết ơi, bây giờ muốn làm con hiếu thảo cũng không kịp. Chị đừng khóc nữa rồi. Mà đừng khóc nữa. Nếu ta đoán không lầm thì A Tuyết đã yêu thương Triệu Tân rồi. Sao? Đại sư, sao ngài biết được vậy? Phải đó đại sư, sao ngài biết được A Tuyết thương chú ấy vậy? Vì cô ấy quá đồng tình với Triệu Tân. Quý vị cũng từng nghe do thương hại sanh ra yêu thương. Có thể cô ấy không biết mình đã yêu vậy anh hả? Ta. Bản thân cô ấy cũng không biết. À, có gì là kỳ lạ đâu, đó mới là tình yêu chân thật. À, thì ra là vậy, chắc suốt đời con cũng không hiểu được. Trưởng thôn à, tôi có một đề nghị, hai người họ kết hợp lại có tốt cho họ không? A Tuyết có thể giống như chị của ta thương yêu Triệu Tân đó. Nhưng mà tuổi tác của họ cách nhau rất nhiều, như thế có thể sẽ cảm thấy không phù hợp đó. Đây là chuyện tình cảm, tuổi tác không phải là vấn đề đâu, ái tình là trên hết đó. Như thế phải nói sao với họ đây? Kêu Triệu Tân đến cầu hôn chứ chắc anh ta đã chịu. Hơn nữa tuổi tác của họ thật sự trở lệch rất nhiều. Con cũng không biết phải làm bà má như thế nào nữa. Đúng là ngài đang làm khó con mà. À, khó khăn thiệt. À, con có một cách. Có thể kêu cô A Tuyết nói với Triệu Tân, tôi không biết là ghét anh cỡ nào, anh chịu lấy tôi cũng không lấy anh. Nếu như chú Triệu Tân trả lời rằng đúng, tôi cũng không nói là sẽ cưới cô, A Tuyết lại nói anh không cưới tôi tức là muốn cưới tôi rồi.